Chào mấy bạn, ở Malaysia về à? Quên mình đăng nhập. Ngày xưa mình có cái máy nhập. Bây giờ phải làm thủ tục nhập cảnh nữa. Đây là một loạt cái thủ tục các cái dây nhập cảnh ấy. Nhập cảnh ở Việt Nam này. Con đường mình đâu à?